Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Bầu cử Mỹ 2024, ông Trump giành chiến thắng liên tiếp ở loạt bang. Đài CNN dự đoán ông Trump có khả năng giành chiến thắng ở các bang Texas 40 phiếu đại cử tri, South Dakota 3 phiếu đại cử tri, North Dakota 3 phiếu đại cử tri và Wyoming 3 phiếu đại cử tri. Nhờ đó, ông hiện tạm dẫn đầu với 154 phiếu đại cử tri. Trong khi đó, bà Harris thắng thêm nhiều bang, thu hẹp khoảng cách với ông Trump. Theo một số cơ quan truyền thông Mỹ như NBC News, The Hill, hãng Decision Desk HU, bà Harris có khả năng thắng ở loạt bang Delaware 3 phiếu đại cử tri, New Jersey 14 phiếu đại cử tri, Maine 4 phiếu đại cử tri, Illinois 19 phiếu đại cử tri và Virginia 13 phiếu đại cử tri. Nhờ đó, bà Harris hiện có phiếu đại cử tri. Sau kết quả tích cực đầu tiên, cựu Tổng thống Donald Trump liên tiếp giành được chiến thắng ở một loạt bang quan trọng. Theo hãng tin AP, vào lúc 8 giờ tối, theo giờ miền Đông Mỹ, ông Trump đã giành chiến thắng tại Florida trong cuộc bầu cử thứ 3 liên tiếp với 30 phiếu đại cử tri của tiểu bang này. Florida từng là một tiểu bang chiến trường quan trọng, nhưng trong những năm gần đây, Florida đã dần nghiêng về phía đảng Cộng hòa. Cựu Tổng thống Trump cũng đã dẫn trước ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris tại Nam Carolina, giành được 9 phiếu đại cử tri. 4 năm trước, ông Trump cũng giành được 55% số phiếu bầu, tương đương với thành tích của ông vào năm 2016. Với thành công mà Đảng Cộng hòa đạt được ở tiểu bang này, các ứng cử viên Tổng thống hiếm khi dành thời gian vận động tranh cử ở đây. Ông Trump cũng thắng liên tiếp ở bang Missouri với 10 phiếu đại cử tri. Ngoài ra, ông Trump cũng giành chiến thắng ở Alabama với 9 phiếu đại cử tri, Mississippi với 6 phiếu đại cử tri, Oklahoma 7 phiếu và Tennessee 11 phiếu đại cử tri. Trong khi đó, Phó Tổng thống Harris đã giành chiến thắng tại Connecticut, kéo dài xu hướng lâu dài của bang này trong việc ủng hộ các ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ và thêm 7 phiếu đại cử tri vào tổng số phiếu. Bà Harris cũng thắng ở Rhode Island, mang lại cho bà 4 phiếu đại cử tri và tiếp tục sự thống trị của Đảng Dân Chủ tại bang này. Lần cuối cùng, một ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng tại Rhode Island là vào năm 1984, khi cựu Tổng thống Ronald Reagan đánh bại cựu Phó Tổng thống Walter Mondale. Tổng thống Joe Biden đã dễ dàng đánh bại ông Trump tại Rhode Island vào năm 2020, giành được hơn 59% số phiếu bầu. Bà Hillary Clinton cũng đã thể hiện tốt tại tiểu bang này, giành được hơn 54% số phiếu bầu vào năm 2016. Với thành công của Đảng Dân Chủ tại Rhode Island, các ứng cử viên Tổng thống hiếm khi dành thời gian vận động tranh cử tại tiểu bang này. Phó Tổng thống Harris cũng thắng ở Maryland và giành được 10 phiếu đại cử tri. Maryland là một tiểu bang có nhiều người theo Đảng Dân Chủ. Tiểu bang này có dân số da màu khoảng 30%, tỷ lệ lớn nhất trong số các tiểu bang ngoài Deep South. Đảng Dân Chủ đông hơn Đảng Cộng Hòa gấp 2 lần tại tiểu bang này. Cựu Tổng thống Trump không được làm cử tri Maryland. Năm 2020, Trump chỉ nhận được 32% số phiếu bầu. Chưa có ứng cử viên Đảng Cộng Hòa nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống tại tiểu bang này sau ông George Bush năm 1988. Trước đó, cựu Tổng thống Trump đã giành chiến thắng tại Tây Virginia, có thêm 4 phiếu đại cử tri. Kết quả kiểm phiếu cũng cho thấy ông Trump dẫn trước bà Kamala Harris tại các bang ủng hộ Đảng Cộng Hòa là Indiana và Kentucky. Trong khi đó, bà Harris đã giành chiến thắng tại Vermont, một thành trì của Đảng Dân Chủ. Sáng 5 tháng 11 năm 2024, giờ địa phương, cuộc tổng tuyển cử lần thứ 60 tại Mỹ chính thức bắt đầu. Tại thủ đô Washington, D.C., nhiều người dân tranh thủ đến các điểm bỏ phiếu từ đầu giờ sáng. Bên ngoài phòng bỏ phiếu trực tiếp là các hòm phiếu để phục vụ những người lựa chọn hình thức bỏ phiếu qua thư. Năm nay, có khoảng 231 triệu người Mỹ đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Trong đó, khoảng 161,42 triệu cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu. Các cử tri sẽ bầu chọn Tổng thống và Phó Tổng thống. Toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện có nhiệm kỳ 2 năm, 34 trên 100 ghế tại Thượng viện có nhiệm kỳ 6 năm, cùng 11 vị trí thống đốc bang. Các điểm bỏ phiếu bắt đầu đóng cửa. Các điểm bỏ phiếu ở các bang tại Indiana và Kentucky bắt đầu đóng cửa, trở thành hai bang đầu tiên ở nước Mỹ kết thúc việc bỏ phiếu, theo The Hill. Theo kết quả thăm dò sơ bộ, các cử tri đã bỏ phiếu ở các bang chiến trường do hãng Edison Research thực hiện. Ở Pennsylvania, 47% cử tri ủng hộ ông Trump, trong khi bà Harris là 46%.
ở Wisconsin, 44% cử tri nghiêng về ông Trump, trong khi con số đó của bà Harris là 47%. Ở Georgia, 46% cử tri ủng hộ ông Trump, trong khi bà Harris là 49%. Ở Arizona, cả ông Trump và bà Harris đều có 46% cử tri ủng hộ. Ở Nevada, 47% cử tri ủng hộ ông Trump, trong khi bà Harris là 44%. Về thăm dò toàn quốc, 44% cử tri nghiêng về ông Trump, trong khi 48% cử tri nói ủng hộ bà Harris. Tại thời điểm chỉ còn vài giờ nữa là đến thời điểm đóng cửa các điểm bỏ phiếu, một số bang chiến trường đã báo cáo tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao, mặc dù có những lời đe dọa rõ ràng nhằm phá hoại việc bỏ phiếu. Bang Michigan hiện đang chứng kiến tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu kỷ lục. Tổng thư ký bang Michigan, bà Jocelyn Benson cho biết, ít nhất 3,3 triệu người ở Michigan đã bỏ phiếu sớm, đưa bang này vào đúng lộ trình để đạt được và có thể vượt qua tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu vào năm 2020 với 5,5 triệu cử tri đã bỏ phiếu. Theo Tổng thư ký Georgia, Brad Raffensperger, tính đến chiều 5 tháng 11 giờ địa phương, Georgia đã chứng kiến khoảng 700.000 cử tri đi bỏ phiếu và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu có thể vượt quá 5,15 triệu nếu xu hướng hiện tại vẫn giữ nguyên. Chỉ dưới 4 triệu người đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020. Theo kết quả của cuộc thăm dò ý kiến cử tri toàn quốc của CNN trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay, khoảng 3/4 cử tri có quan điểm tiêu cực về cách mọi thứ đang diễn ra ở Mỹ hiện nay. Chỉ có khoảng 1/4 bày tỏ sự hài lòng về tình hình quốc gia hiện tại. Tuy nhiên, có tới 61% cử tri cho biết những ngày tốt đẹp nhất của nước Mỹ đang ở phía trước, so với 34% cho biết điều đó đã qua. Cựu Tổng thống Trump đang tranh cử nhiệm kỳ thứ hai với lời hứa làm nước Mỹ vĩ đại trở lại, trong khi Phó Tổng thống Harris nhấn mạnh thế hệ lãnh đạo mới cho đất nước. Thế giới quan sát bầu cử Mỹ ra sao? Thế giới đang theo dõi xem cuộc đua giành chức tổng thống giữa cựu tổng thống Trump và phó tổng thống Harris sẽ diễn ra như thế nào, theo tờ The Hill. Mặc dù chính sách đối ngoại không được coi trọng trong danh sách các ưu tiên thúc đẩy cử tri Mỹ đi bỏ phiếu, nhưng mối quan hệ giữa Mỹ với Israel và chính sách đối với cuộc chiến ở Gaza, leo thang xung đột ở Trung Đông và cuộc chiến ở Ukraine lại là những vấn đề nổi bật trong cuộc đua. Thế giới đang trông chờ vào nước Mỹ là tiêu đề của tờ báo Ý nổi tiếng La Stampa vào ngày 5 tháng 11. Tóm tắt nỗi lo lắng, mong đợi và sự thích thú trên toàn cầu đối với cuộc bầu cử. Phóng viên về các vấn đề quốc tế Maciej Krasnecki của tờ báo Ba Lan Gazeta Wyborcza ví von cuộc bầu cử Mỹ như một bộ phim truyền hình dài tập được chiếu 4 năm một lần. Một nhà báo châu Âu đã tóm tắt về cách kết quả bầu cử sẽ được viết như sau. Bất kỳ ai chiến thắng cũng sẽ là người mang tính lịch sử, phụ nữ da màu, gốc Nam Á đầu tiên, hoặc là người bị kết án đầu tiên, giữ chức tổng thống, ám chỉ những rắc rối pháp lý của ông Trump. Một số phóng viên nước ngoài không chỉ tập trung vào sự chia rẽ giữa ông Trump và bà Harris, mà còn vào từng nhà lập pháp, vào thời điểm mà tính đảng phái ngày càng gia tăng đang tác động đến chính sách đối ngoại. Tờ Kyiv Post, một tờ báo tiếng Anh của Ukraine đã phân tích 5 ứng cử viên Cộng hòa thích hợp nhất và 5 ứng cử viên Cộng hòa tệ nhất cho Ukraine và dự đoán của tờ báo về chiến thắng của các ứng viên này trong cuộc đua vào Hạ viện. Giống như châu Âu, châu Á cũng đang chuẩn bị cho những tác động nếu bà Harris hoặc ông Trump chiến thắng. Biến động số phiếu đại cử tri trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 của Mỹ đang diễn ra với nhiều diễn biến đáng chú ý, đặc biệt là sự biến động của số phiếu đại cử tri ở hơn chục bang. Theo báo cáo từ đài CBS News, số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu sớm đã đạt kỷ lục, với nhiều người đã bắt đầu bỏ phiếu từ ngày 4 tháng 11. Dự báo hàng triệu cử tri khác sẽ tham gia vào cuộc bầu cử trước khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa vào ngày 5 tháng 11. Điều đáng lưu ý là không phải số phiếu phổ thông mà chính số phiếu đại cử tri mới quyết định ai sẽ là tổng thống tiếp theo của Mỹ. Trong tổng số 538 phiếu đại cử tri, ứng viên tổng thống cần đạt ít nhất 270 phiếu để giành chiến thắng. Hầu hết các bang áp dụng quy định người thắng lấy hết, nghĩa là ứng viên dẫn đầu về số phiếu phổ thông sẽ nhận toàn bộ phiếu đại cử tri của bang đó, bất kể cách biệt là bao nhiêu. Tuy nhiên, chỉ có Maine và Nebraska là cho phép chia tách các phiếu bầu. Cuộc đua giữa ứng viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump và ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris chủ yếu phụ thuộc vào số phiếu đại cử tri của 7 bang chiến địa quan trọng. Bang Pennsylvania là bang có số phiếu đại cử tri nhiều nhất trong số này với 19 phiếu. Tiếp theo là Bắc Carolina và Georgia
mỗi bang 16 phiếu, Michigan 15 phiếu, Arizona 11 phiếu, Wisconsin 10 phiếu và Nevada 6 phiếu. California, bang đông dân nhất Mỹ, hiện đang nắm giữ 54 phiếu đại cử tri. Với dân số hơn 39,5 triệu người, cứ mỗi 732.189 cư dân California sẽ có một phiếu đại cử tri. Tiếp theo là Texas với 40 phiếu, Florida với 30 và New York với 28 phiếu. Ngược lại, 6 bang có dân số ít nhất bao gồm Alaska, Delaware, North Dakota, South Dakota, Vermont và Wyoming sẽ được chia 3 phiếu đại cử tri mỗi bang, trong khi Washington DC cũng có 3 phiếu. Đáng chú ý, bang Wyoming với khoảng 576.850 người là bang có dân số ít nhất tại Mỹ, tương đương với một phiếu đại cử tri cho mỗi 182.283 cư dân. Năm 2024, bang Texas đã tăng thêm 2 phiếu đại cử tri, nâng tổng số của mình lên 40. Đồng thời, 5 bang khác, Colorado, Florida, Montana, North Carolina và Oregon cũng đã giành thêm một phiếu đại cử tri. Trong khi đó, 7 bang đã mất một phiếu đại cử tri trong kỳ bầu cử này, bao gồm California, Illinois, Ohio, Michigan, New York, Pennsylvania và West Virginia. Cuộc bầu cử Tổng thống 2024 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều biến động và bất ngờ, với sự chú ý đặc biệt tập trung vào những bang chiến địa và cách thức các ứng viên cạnh tranh nhau giành được số phiếu đại cử tri cần thiết để đạt được chiếc ghế Tổng thống. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!